Mình chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Giáo Chỉ Thiên ở khu vực Cồn Châu A các bạn. Thì tiếp tục hôm nay thì cũng như mỗi ngày thì sẽ quay và chia sẻ cho quý anh chị và các bạn cùng nhau cập nhật giá ở hàng ngày ở trên kênh của Giáo Chỉ Thiên ở Cồn Châu A các bạn. Thì sẵn thông tin cho các bạn cả nhà cùng biết thì ở tại khu vực Cồn Châu A mình thì hiện tại nước ở đây rất là lên cao các bạn. Đang cao và mọi người dân đang đây cũng ớt người trồng thì có người trồng trước trồng sau. Thì trồng gò trước thì có người ta thu hoạch chỗ mấy chỗ cao thì tôi đang thu hoạch, còn mấy chỗ thấp thì hiện tại giờ đang đắp đê các bạn, đang chống lũ, giờ quá nước rồi các bạn ơi. Thì cũng chia sẻ cho quý anh chị và các bạn mình cùng tham khảo, thì để có thời gian rảnh thì mình sẽ ra clip về tình hình nước ngập ở đây một số nơi cho các bạn xem, khu vực của cầu Trung Mao một số đám cho các bạn xem luôn. Thì cũng quay trở lại tình hình với Chỉ Thiên sáng hôm nay là ngày quay trở lại tình hình với Chỉ Thiên hôm nay là ngày 9 tháng 10 năm 2022. Thì thương lái đây có mua và trả giá ớt tại khu vực Cồn Châu Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp thì với giá Chỉ Thiên giá dao động tầm khoảng từ từ 38.000 cho đến 50.000 đồng trên ký các bạn. Thì cụ thể thì đối với hàng ớt cổ 2 thì thương lái mua đây với giá dao động tầm khoảng từ 38.000 cho đến 42.000 đồng trên ký. Còn đối với hàng ớt cổ 1 thì thương lái mua đây với giá dao động tầm khoảng từ 43.000 cho đến 45.000 đồng trên ký các bạn. Còn đối với hàng ớt tơ đẹp hàng xuất khẩu thì giá dao động tầm khoảng từ 46.000 cho đến 50.000 đồng trên ký các bạn. Thì cụ thể hôm nay thì quay chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo giá ớt ở đây ha. Thì ở đây chủ yếu thì thương lái mua ở đây thì tùy theo từng loại ớt, từng đợt hái, từng lứa hái mà cũng như từng khu vực mà có giá cả khác nhau nha các bạn. Thì chủ yếu là quay và chia sẻ cho quý anh chị và các bạn mình xem và tham khảo giá cả ớt ở Chỉ Thiên ở tại khu vực Cồn Châu Ma thôi các bạn. Thì hiện tại thương lái ở đây mua thì cũng tùy từng loại ớt, từng đợt hái, từng lứa hái, từng khu vực mà có giá cả khác nhau nghe quý anh chị và các bạn. Thì em chỉ quay và chia sẻ cho quý anh chị và các bạn tham khảo ở giá ớt ở tại khu vực Cồn Châu Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp để cho mọi người cùng tham khảo giá cả này trên kênh của Giá Chỉ Thiên ở Cồn Châu Ma thôi các bạn. Thì nói chung thì thương lái mua ở đây thì cũng tùy từng loại ớt mà từng đợt hái, từng lứa hái cũng như là tốt xấu mà có giá cả khác nhau. Thì chủ yếu là quay và chia sẻ cho quý anh chị và các bạn tham khảo ở đây. Thì cũng mong quý anh chị và các bạn nào có bán ớt hay là có biết giá ớt ở đâu á thì cũng vui lòng bình luận bên dưới video ha, để mọi người xem video sau à, có thể biết và tham khảo giá ở từng nơi. Và cái khúc video sau á, em sẽ quay và chia sẻ cho các bạn người dân đang thu hoạch ớt ở tại đồng và thường được thương lái thu mua, thì các bạn xem và ủng hộ kênh mình nha. Thì cũng mong quý anh chị và các bạn nào có xem kênh có bán ớt hay là có biết giá ở đâu á thì cũng vui lòng bình luận bên dưới video các bạn, để mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo giá ở từng nơi các bạn. Thì hiện tại sáng hôm nay em chỉ quay và chia sẻ giá ớt ở sáng buổi sáng, thì chiều có thay đổi gì thì em sẽ quay và cập nhật giá tiếp cho quý anh chị và các bạn xem tiếp tục nha các bạn. Thì cuối video thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem video, chúc tất cả các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.